Xin được tiếp tục vụ việc về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, qua các chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và biến tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp. Trong đường dây đối tượng Phạm Công Anh sinh năm 1979 trú tại Lạng Sơn cầm đầu đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Như dùng sim số điện thoại rác, thu mua xin chứng minh thư nhân dân trôi nổi trên mạng để chỉnh sửa, ghép ảnh bản thân và lập tài khoản ngân hàng giả. Khi cơ quan điều tra thu thập tài liệu, lần đường dấu vết thì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lại không phải là người sở hữu chính của chủ số điện thoại, tài khoản giao dịch mà là của một người khác. Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, do có thể các đối tượng rút kinh nghiệm từ vụ Phan Sảo Nam nên số tiền mặt thu giữ trong vụ án này rất ít cùng 4 ô tô, trong đó giá trị nhất là chiếc Mercedes Maybach S560. Hay như đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa được triệt phá, chỉ thu giữ được 1,7 tỷ đồng tiền mặt và 104 cây vàng SGC do đối tượng Đỗ Ngọc Hà hay Hà Miên cầm đầu. Đối tượng này cũng liên kết với một công ty chuyên buôn bán xe hạng sang tại quận Long Biên, Hà Nội để rửa tiền. Thông qua một số người trong công ty trên, Hà Miên đã chuyển tiền do hoạt động cờ bạc mà có được để mua nhiều xe sang về bán, sau đó nhận tiền gốc và lãi.